Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể cài đặt được cái lịch âm ở trên màn hình chính của iPhone của mình nhé. Và để làm được điều này, đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình cái cửa hàng App Store. Tiếp đến thì ở cái phần tìm kiếm này, các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là lịch vạn niên nhé. Đây mình sẽ chọn ngay cái dòng đầu tiên là lịch vạn niên 2024. Thì ở đây có khá nhiều cái ứng dụng lịch vạn niên. Tuy nhiên thì mình thấy cái ứng dụng lịch vạn niên 2024 mà có 75.000 lượt tải này là dùng ổn định, cho nên mình sẽ tải cái lịch vạn niên 2024 này nhá. Mình sẽ tải. Đó, vậy là mình đã tải xong cái lịch vạn niên 2024 và cái lịch Việt rồi. Mình sẽ quay trở lại. Đó, thì khi mình tải xong thì cái lịch âm nó đã xuất hiện ở cái màn hình chính của mình rồi nhá. Tuy nhiên thì để cho cái lịch âm xuất hiện ngày dương âm ở trên cái màn hình chính của chúng ta thì chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa nhá. Thì các bạn sẽ tìm cho mình đến cái phần cài đặt. Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo lên cho mình và các bạn sẽ tìm đến cho mình cái dòng là hình nền. Đó, thì ở đây thì các bạn có thể cài đặt được thêm cái hình nền của chúng ta. Tuy nhiên thì mình sẽ để nguyên cái hình nền hiện tại. Và các bạn để ý ở trong cái hình nền hiện tại thì sẽ có cái ô tùy chỉnh. Thì mình sẽ chọn vào cái ô tùy chỉnh. Tiếp đến thì các bạn sẽ chạm cho mình vào cái màn hình ở dưới cái phần ngày và giờ đấy nhá. Khi chúng ta chạm vào thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta thêm một cái ô tiện ích nhá. Thì ở đây thì các bạn sẽ kéo lên cho mình. Đó, ở cái phần thêm tiện ích thì nó sẽ có phần lịch âm. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái lịch âm. Thì ở đây thì sẽ có cái giao diện của cái lịch âm này nhá. Thì các bạn có thể chọn cái giao diện. Ở đây sẽ có hai cái giao diện. Thì mình sẽ chọn cái giao diện thứ hai này nhá. Thì ở đây thì các bạn có thể chạm hoặc là kéo để thêm tiện ích. Ở đây thì mình sẽ chạm vào đây và mình sẽ kéo lên đây nhá. Tiếp đến thì mình sẽ kéo lên đây. Đó, khi chúng ta đã kéo lên cái ô thêm tiện ích rồi thì mình sẽ chạm vào cái ô màn hình chính này. Tiếp đến thì nó sẽ có cái chữ xong màu xanh ở đây, thì các bạn sẽ chọn vào xong. Vậy là mình đã cài đặt được cái lịch âm ở trên cái màn hình chính của iPhone của mình rồi. Và giờ mình sẽ quay trở lại này. Và giờ mình sẽ tắt màn hình đi nhá. Sau đó thì mình sẽ bật lên. Thì các bạn để ý đây, khi chúng ta bật lên thì nó sẽ xuất hiện luôn một cái ô là lịch âm và dương ở trên cái màn hình chính iPhone của mình nhá. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể cài đặt được cái lịch âm ở trên cái màn hình chính iPhone của mình nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.